Hoan nghênh quý vị đón xem bản tin tiếng Việt ngày 30 tháng 10 của đài truyền hình BTS Đài Loan. Kính thưa quý vị, sáng sớm nay bão Kongrei đã mạnh lên thành siêu bão. Sở khí tượng đã phát cảnh báo bão trên biển và trên đất liền. Chuyên gia dự đoán khả năng bão đổ bộ tại Đài Đông là rất lớn và ngày mai 31 tháng 10, mưa lớn sẽ xuất hiện tập trung tại các khu vực Đông Bộ, khu vực núi Nam Bộ và bán đảo Hằng Xuân. Những con sóng lớn liên tục đập vào bờ, dù bão Kongrei vẫn chưa đổ bộ, nhưng vịnh Tình Yêu ở Nghi Lan đã xuất hiện sóng lớn và gió mạnh. Hiện bão di chuyển với tốc độ nhanh đe dọa trực tiếp đến các vùng duyên hải, nên Sở Khí tượng đã ban bố cảnh báo bão trên biển và trên đất liền, đồng thời cho biết bán kính của bão Kongrei lên tới 300 km với tốc độ di chuyển nhanh. Dự báo toàn bộ Đài Loan sẽ nằm trong vùng ảnh hưởng của bão vào tối nay, đồng thời từ giữa trưa đến chiều mai, bão Kongrei có khả năng đổ bộ vào khu vực phía nam Hoa Liên. Phân tích dựa trên dữ liệu lịch sử, các trang chuyên nghiên cứu về khí tượng đưa ra dự báo, bão Kongrei có thể trở thành cơn bão đầu tiên trong 9 năm qua, có bán kính gió mạnh đạt 300 km khi đổ bộ. Các chuyên gia cũng đưa ra dự báo khả năng cao bão sẽ đổ bộ vào khu vực Đài Đông, các khu vực hứng chịu mưa lớn và ảnh hưởng nặng nề bao gồm khu vực Đông Bộ, vùng núi ở phía Nam và bán đảo Hoàng Xuân. 降雨可能会是整个东半部跟南部山区，那风的部分，尤其风是全台湾都会非常的有感。哦，那花东这边看起来会是首当其冲。 Chuyên gia cũng khuyến cáo do bán kính gió mạnh của bão Kongrei là khá lớn, nên sẽ gây ảnh hưởng đến Đài Loan trong thời gian dài và phạm vi rộng. Dự báo mưa bão sẽ mạnh nhất trong suốt ngày 31 tháng 10. Mặc dù ngày 1 tháng 11 bão có thể sẽ đi vào eo biển Đài Loan và di chuyển xa dần, nhưng phải đến chiều tối thứ sáu thì tình hình mưa bão mới thật sự thuyên giảm, nhắc nhở người dân cần chuẩn bị các biện pháp phòng chống bão. Hôm qua ngày 29 tháng 10, chiếc tàu vận tải biển của Trung Quốc sau khi rời cảng Cơ Long đã phải neo đậu khẩn cấp tại khu vực ngoài khơi gần Dễ Liều chờ cứu hộ do ảnh hưởng thời tiết xấu của vòng ngoài hoàn lưu bão. Sở tuần tra biển phía Đài Loan sau khi nhận thông tin đã không ngại nguy hiểm, giải cứu thành công và đưa toàn bộ 17 người trên tàu về bờ an toàn. Bất chấp những cơn gió giật cấp 10 và những cơn sóng cao hơn 5 mét, Sở tuần tra biển không ngại đêm khuya và nguy hiểm vẫn điều động nhân lực thực hiện công tác cứu viện. Ngày 29 tháng 10, chiếc tàu vận tải biển mang tên Ngọc Châu của Trung Quốc chở theo 3 chiếc cầu trục và rời cảng Cơ Long. Do gặp phải sóng mạnh và gió quá lớn nên đã bị kẹt lại ngoài khơi, không thể tiếp tục di chuyển. Đến đêm cùng ngày, thuyền trưởng đưa ra quyết định bỏ lại tàu. Toàn bộ 17 người trong đoàn đã được Sở tuần tra biển Đài Loan đưa về Cơ Long an toàn và nghỉ ngơi tại khách sạn. Theo thông tin cho biết, đây cũng chính là chiếc tàu vận tải gây ra vụ va chạm khiến chiếc cầu trục bốc dỡ hàng trị giá 300 triệu đài tệ ở cảng Cơ Long bị đổ sập hôm 14 tháng 10. Đến nay, tai nạn lại tiếp tục bủa vây khi lại bị mắc kẹt trên biển. Vừa qua, một vụ xâm hại tình dục đã xảy ra tại nhà vệ sinh nữ trạm tàu điện ngầm ở Đài Bắc. Nghi phạm trốn trong nhà vệ sinh nữ trong tình trạng khỏa thân để nhìn trộm và thậm chí trèo qua vách ngăn nhằm thực hiện ý đồ cưỡng bức. Trong khi đó, tại khu vực gần khuôn viên trường Miễn Soạn, thành phố Đào Viên, xuất hiện kẻ biến thái chuyên nhìn trộm nữ sinh vào ban đêm, khiến người dân phải trình báo cảnh sát để xử lý. Tưởng chừng như việc đi vệ sinh tại các ga tàu điện ngầm đông đúc là điều bình thường, nhưng lại khiến người dân vô cùng hoảng sợ khi xảy ra vụ án xâm hại tình dục ngay tại ga metro nhà thi đấu Đài Bắc. Một người đàn ông họ Thái không một mảnh vải che thân, núp trong toilet nữ để nhìn trộm, thừa cơ hội leo qua vách ngăn, ôm chầm và dùng tay sờ vào vùng kín với ý đồ cưỡng bức đối với người bị hại. 你就上厕所会有恐惧感，对那个女性没有安全，应该要加强管理。Vụ việc đã khiến nhiều khách không khỏi rùng mình sợ hãi. Tại phiên tòa xét xử, dù nghi phạm biện minh rằng hành vi của mình là do sự bốc đồng nhất thời và do thời tiết nóng bức nên mới không mặc quần áo, nhưng đã bị tòa án bác bỏ, cho rằng nạn nhân bị nhiều vết thương trên cơ thể, cũng như phải chịu đựng nỗi đau và tổn thất sâu sắc về tinh thần. Cộng thêm hành vi của nghi phạm đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng, vì thế xử phạt 3 năm 6 tháng tù giam về tội cưỡng ép người khác quan hệ tình dục. Ngoài ra, khu vực gần trường Đại học Miễn Soạn chi nhánh Đào Viên cũng xuất hiện một tên biến thái. Thời gian gần đây bị camera giám sát ghi lại hình ảnh hắn trèo lên cửa sổ để nhìn trộm bị hại vào ban đêm, và cũng có người dân đứng ra tố giác tên này có thói quen ăn trộm đồ lót, thậm chí sau đó còn treo quần lót dính đầy tinh dịch trở lại vị trí cũ. Nhiều người dân sống trong khu vực bị tên này quấy rối nhiều lần. Phía cảnh sát đang khẩn trương điều tra để truy bắt nghi phạm trên, đảm bảo an toàn cho người dân. Đài Loan tiếp tục ghi nhận thêm một ca tử vong do bệnh Whitmore. Nạn nhân là một người đàn ông hơn 60 tuổi, dù đã được nhập viện cứu chữa nhưng vẫn không qua khỏi.
Đây là trường hợp tử vong thứ hai do căn bệnh này sau khi bão Krathon đi qua. Tuần trước, Đài Loan ghi nhận thêm 3 ca bệnh Whitmore trong nước đều xuất hiện tại thành phố Cao Hùng. Các bệnh nhân này có độ tuổi từ 40 đến 70 tuổi và đều có tiền sử bệnh mãn tính. Trong đó, một bệnh nhân nam khoảng 60 tuổi đã tử vong ngay sau khi nhập viện do sốc nhiễm khuẩn và suy hô hấp. Đây là ca tử vong thứ hai do căn bệnh Whitmore gây ra sau khi bão Krathon đi qua. Bên cạnh đó, tình hình dịch sốt xuất huyết cũng tăng cao. Tuần trước, Đài Loan ghi nhận thêm 7 ca nhiễm nội địa. Kết quả giải trình tự gen cho thấy sự tương đồng với các trường hợp nhiễm bệnh tại hai khu vực Xin Tiêm và Trung Hở. Qua đó, Sở Kiểm soát Bệnh tật kết luận đây là cùng một cụm lây nhiễm bệnh tập thể. Đài Loan hiện vẫn đang trong tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Hôm qua, đại diện các ngành nghề đã yêu cầu Bộ Lao động xem xét việc cho phép tuyển dụng lao động di trú và du học sinh cho các ngành nghề dịch vụ. Ngoài việc bổ sung nguồn nhân lực từ bên ngoài, có đoàn thể lao động còn kiến nghị cần thay đổi, cải thiện kết cấu lương cho lao động bản địa nhằm thu hút nhiều hơn nguồn nhân lực trong nước. Để có những xiên thịt nướng thơm ngon, ngoài việc cần có kỹ thuật nướng ra, thì khâu canh lửa điều tay cũng vô cùng quan trọng. Nhiều chủ quán ăn chia sẻ, dù đã đưa ra mức lương hấp dẫn nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tuyển người. Không chỉ ngành dịch vụ ăn uống mà cả ngành môi trường cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự. Cụ thể như công việc tài xế vận chuyển và xử lý phế thải, dù mức lương đã được nâng lên đến 60.000 đài tệ mỗi tháng, nhưng vẫn thiếu hụt trên hàng chục nghìn lao động. Thường thường có thể cao, bao gồm xin tư cũng hảo, phụ lý cũng hảo, nhưng mà không có được người. Trên đối với chúng tôi, chúng tôi có thể khai phóng, chúng tôi có thể xin công. Đại diện các ngành nghề đã phải cầu cứu với Bộ Lao động, yêu cầu mở rộng phạm vi cho phép ngành dịch vụ tuyển dụng lao động di trú để giải cơn khát lao động như hiện nay. Vì hiện tại chỉ một số ngành nghề như ngành sản xuất, ngành xây dựng và một số ngành đặc thù như giết mổ và ngư nghiệp mới được phép nhập lao động nước ngoài. Để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng trầm trọng, các chuyên gia cho rằng không thể chỉ đơn thuần dựa vào việc mở cửa cho lao động di trú mà cần phải có một hệ thống chính sách hỗ trợ để đảm bảo sự cân bằng và phát triển bền vững của thị trường lao động. Hiệp hội Thương mại kiến nghị Bộ Lao động xem xét cấp phép cho ngành dịch vụ tuyển lao động nước ngoài, đồng thời hy vọng nhận được phản hồi chính thức trước cuối năm. Về phía Bộ Lao động khẳng định, nguyên nhân thiếu hụt lao động không chỉ đơn thuần là vấn đề tiền lương, đòi hỏi cần phải tìm hiểu sâu hơn để đưa ra giải pháp hiệu quả. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tiếng Việt ngày hôm nay.